Nếu mà cảm tình thiệt là lúc lên giường với nhau. Cái hồi mà quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi. Dụ mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow. Dụ mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow. Hai em có hoạt động trong showbiz không ạ? À dạ không ạ. Không hả? Ủa sao nhìn em quen quá vậy ta? Nhìn bạn trai này nè rất là quen. Anh có tham gia chương trình Người Ấy Là Ai rồi. Đó thấy chưa? Hèn gì, đúng rồi, bởi vì rất là quen. Trước tiên là xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ trước tiên em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuận và các vị khán giả. Em tên là Henry Ngô, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại là đang là giám đốc điều hành cho Thẩm Mỹ Viện. Thôi mời em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo, năm nay em cũng 28 tuổi và hiện tại thì cũng đang làm giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng marketing của công ty chung của hai đứa em ạ. Đều làm đẹp, hèn gì hai vợ chồng ai cũng đẹp. Đẹp đều hết. Cảm ơn anh chị. Nhưng mà Henry Ngô tức nghĩa là chắc là em là Việt Kiều đúng không? Dạ em định cư ở Mỹ được 10 năm rồi. Em về đây được 2 năm rồi. Nhưng mà là bây giờ là em về đây ở luôn chưa? Dạ rồi. Gặp vợ em là em ở đây luôn. Như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mới cưới được khoảng hơn 1 năm thôi ạ. Lần đầu tiên các em quen nhau như thế nào? Cái hôm đó, đó là em cũng vừa về Việt Nam được khoảng 1 tháng thôi. Có buổi tối đó thì em ở nhà mình buồn quá nên em ra pub chơi. Thì em gặp cô này, cô đang ngồi một mình. Đúng như cái hình mẫu mà em thích đó, cho nên em đến em tiếp cận thôi. Ồ, có nghĩa là cô vợ của em á là hoàn toàn giống như là trong cái hình mẫu mà tưởng tượng của em là bạn gái em hoặc vợ của em phải như vậy. Đúng không? Em không nghĩ là như thế đâu. Ông vô ba ấy thì thấy mình kiểu đi một mình thì đến cua thôi chứ không hình mẫu gì đâu. Thế là em nghĩ không, thì em chắc chắn luôn. Có phải là những điều mà vợ em nghĩ là như vậy không? Không, tại vì em thì không thích các phụ nữ mà ăn mặc hở hang á. Cổ thì đi vũ trường mà không có hở hang. Cho nên cổ gây được sự chú ý của em. Mới đến tiếp cận thôi. Có nghĩa là cảm giác của em khi gặp vợ em là em thích liền. Đúng rồi. Đúng rồi, em thích liền. Còn em thì sao? 2 năm trước là anh còn theo phong cách kiểu K-pop đó chị. Tóc xanh, tóc đỏ, xong rồi màu mè, lòe loẹt. Nói chung là không phải kiểu em thích. Mới nhìn là bảo là thôi, không ấn tượng gì rồi. Đúng rồi, không phải gu của em. Gu của em là kiểu như bây giờ này, như bây giờ thì thích này. Nhưng mà hồi đấy là không thích. Ông này thì được cái rất là khéo ăn, khéo nói. Nói chuyện một lúc thì mình cũng biết là có hiểu biết, có đọc sách, có gọi là học hành. Thế nên là cũng hơi thích một chút. Tại vì em bị thích những cái người mà người ta thông minh và hiểu biết. Với cả lúc đấy mình cũng đang độc thân lâu rồi. Thoạt đầu thì em không thích. Nhưng mà sau khi nói chuyện thì bắt đầu em có cảm tình một chút xíu. Dạ, đúng không? Rồi, tại vì ông rất là khéo miệng, ông khéo lắm. Rồi bao nhiêu lâu mới là có cảm tình thiệt? Nếu mà cảm tình thiệt là lúc lên giường với nhau. Thì cái hồi mà quen ông này là em độc thân rất là lâu rồi. Và chỉ lo gọi là công việc thôi. Thì mình một mình lâu, gánh thứ mọi thứ thì em thấy mệt mỏi. Thì đúng lúc ông này đến lại còn khéo nữa. Được thì được, không được thì thôi. Gọi là cũng vui chơi qua đường cũng được. Nhưng mà khi mà ứng dụng mình lên giường rồi ha, cởi đồ ra một cái thì là wow. 6 múi, 8 múi mà rất là giỏi, rất là... Okay. Thế nên là mê luôn. Nhưng mà cái khoảng cách mà từ lúc đó cho đến lần gặp thứ nhất là nó bao nhiêu lâu? Hình như 2 ngày. 2 ngày. Trời lâu quá. Nhưng mà trong 2 ngày đó là gặp nhau mấy lần? Thì hôm tối hôm đấy gặp là hôm sau là hẹn nhau đi luôn. Tức là lần thứ 2 là đã bắt đầu là đi luôn rồi. Dạ thì em cũng không nghĩ là sẽ quen đâu. Tại vì không phải mẫu người của mình. Thì mình chỉ gọi là quét mặt nhện ý, xong thôi. Nhưng mà lỡ đâu ông cởi đồ ra một cái là bị mê luôn rồi. Mà ông rất là khéo, ông theo đuổi. Nhưng mà Henry thì sao? Lúc đó là em đã thích cô này chưa? Hay là sau cái đó rồi thì mới là thích? Sau cái đó cũng chưa thích nữa. Lên giường với nhau được xong rồi ha, thì được thêm 2-3 lần nữa là kiểu ông kiểu chán rồi ấy. Bắt đầu trở mặt lật như lật bánh tráng vậy đó. Giờ mặt luôn. Đúng rồi, lúc đầu kiểu ui anh rất là thích em, anh rất là thương em, thế lọ thế chai. Xong rồi đến lúc mà 2-3 lần ông chán rồi, anh bây giờ chưa muốn quen ai chính thức, anh bây giờ còn muốn khám phá lắm anh. Thế đấy, sau cái ngày mà tụi em lên giường với nhau ha, thì em bảo là thôi nếu mà bây giờ đã thích nhau như thế thì hai đứa dọn vào ở chung đi. Rồi mình tính tương lai sau. Thì ok, ông cũng vào ở chung. Xong được 3 lần hay 4 lần sau đó thì
tự nhiên đi đâu chơi về thâu đêm không về, sáng hôm sau về là kêu anh có chuyện muốn nói, anh không muốn quen một ai cố định đâu, bây giờ anh còn muốn được khám phá lắm, thôi mình đừng quen nữa. Em kiểu trời, bàng hoàng luôn đúng không? Đúng, bàng hoàng luôn. Mà chị hỏi này, cái thời điểm đó là em có, em quen bao nhiêu cô gái? Một thời số điểm đó, một số là bao nhiêu? 7 người. 7 người trời sức đâu ơi. Mà em trải ra tới 7 người dữ vậy cưng. Em quen rồi. Em quen rồi. Ở Mỹ là em trong... ở Mỹ em cũng sống vậy. Đang ở chung với nhau trong nhà là cùng một lúc đó là em quen 7 cô gái. No, em không có làm gì. Trước khi mà quyết định dọn vô á, thì em còn quen 7 người, mà quyết định dọn vô là không có nói chuyện với người khác nữa. Là đã chia tay luôn 7 cái người đó. Đúng. Sau đó đây là người thứ 8. Sau đó dọn vào với em được vài lần đó thì lại muốn là chắc là nhớ 7 người đấy. Là quay trở lại 7 người kia. Quay lại với được một người nhưng mà cũng không xong nữa. Tới giờ mà quay lại xong rồi mới thấy là ok, mình thương cô này rồi. Có rủ cô kia ra nói chuyện với cổ vậy đó, nhưng mà còn kể về cô này thôi. Xong rồi cái mạnh đưa nhà nó về. Là nhớ cô này. Cho nên mới bắt đầu mới giành lại cổ. Rồi nhưng mà cái lúc mà sau khi mà hai người đã nói chuyện với nhau rồi thì vẫn còn tiếp tục ở chung không? Hay là em dọn? Không, là dọn ra luôn. Và lúc đấy là coi như là chia tay luôn. Và em tưởng là thôi, mình lại bị lừa rồi. Thực ra ở cái thời điểm mà Henry bỏ em ấy, em lúc đấy còn trẻ này, trước khi lấy chồng là chắc vẫn còn đẹp. Xong rồi mình cũng thành đạt, mình có cái mức thu nhập mà ở độ tuổi của mình ở thời điểm đấy không phải ai cũng làm được. Nên tự nhiên bị đá một cách gọi là ngỡ ngàng, không hiểu vì sao luôn á. Mình bảo, ôi giời ơi, sao mình phải như thế? Thế là thôi em cũng chặn hết từ điện thoại, Facebook, Instagram, mọi thứ để liên lạc. Sau đó là book vé đi chơi, đi du lịch. Khi mà em không liên lạc được với cổ thì cái khoảng thời gian đó như thế nào? Em cũng sinh hoạt bình thường, cũng đi ăn, đi tập gym này nọ, đi chơi với bạn bè. Nhưng mà chỉ có tới đêm á là thấy có một mình ở nhà thôi. Trống vắng. Trống vắng. Thì em chạy qua bên nhà cổ nửa đêm á. Trống vắng xong đi kiếm mấy cái bạn mà. Nhưng mà tới chừng đó mình phát hiện ra là em thích cô này á, thì mấy cái cô khác em có đi chơi cũng không thấy vui á. Cho nên là em chạy qua nhà cô này tìm mà họ cổ không có ở nhà. Là vài lần qua thì thấy cái đèn của cái phòng cổ còn sáng, nên em kiếm đồ chọi lên, lấy gạch đồ chọi lên. Nhưng mà cổ cũng không ra mở cửa nữa. Xong có bể kiến không? Sợ bể, bị hàng xóm ra la này nọ, nên không có dám chọi mấy cục bự, chọi mấy cục nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cô không ra tiếp em. Cổ đi rồi, lúc đó... Là lúc mà cô đi rồi nhưng mà đèn em để. Đúng rồi. Về đóng tiền điện thấy bà nội. Hình như là khoảng một tuần không kiếm được đúng không? Anh đến buổi sáng, đến công ty của em là buổi sáng thì có gặp nhân viên rồi có chuyển lời lại là anh chỉ còn một tuần ở Việt Nam thôi, thì nhắn chị Thảo liên lạc với anh hay là anh muốn gặp có chuyện hay gì đấy. Thế là tụi nó cũng biết là ông này không tốt với em, nên chúng nó đợi đúng canh đúng hơn một tuần để ông này đi rồi bắt đầu mới nói với em, sợ em lung lay hay như nào đó. Lúc đấy linh cảm em như thế nào đó, em mở lại Instagram xong em nhắn tin lại là bây giờ anh về Mỹ rồi đúng không, thì có một số đồ đạc lúc mà dọn vào ở chung ấy thì còn ở đây, bây giờ anh có muốn em trả lại không? Thì ông nói là ông vẫn còn đang ở Việt Nam. Hẹn gặp. Lúc đấy nghe xong là mừng lắm, nhưng mà mình vẫn còn phải kiểu giữ giá. Mình kêu là thôi gặp đâu, gặp có việc vấn đề gì em gửi đồ qua thôi. Nhưng mà ông cứ nằng nặc đòi gặp bằng được. Thế là hôm đấy mình chơi chiêu. Hôm đấy là mình phải mặc đồ thật là sexy lên. Ngực phải như thế này, khoét chỗ này, khoét chỗ kia. Đấy, xong rồi mang đồ ra. Cái hôm đấy là không hẹn anh nào cả, nhưng mà phải diễn cho sâu là bây giờ đấy, đồ của anh đây, anh có gì nói nhanh đi, em đang hẹn người khác. Thế xong ông này nhìn thấy mình kiểu sexy như thế, xong chuẩn bị đi gặp người khác nữa, là thôi, trời ơi, anh xin em, hãy cho anh cơ hội, anh không bao giờ làm em phải khóc, không bao giờ làm em phải buồn nữa, rồi đưa passport, đây, cuộc đời của anh đây, em giữ lấy luôn đi. Anh không về Mỹ nữa. Rồi em có đi không? Thì em bảo là nói thật không, bây giờ em cầm nhá, em không trả đâu, và anh ở đây với em luôn. Từ lúc đó là ở quyết định ở lại Việt Nam luôn. Coi như là tụi em có một cuộc tình nói chung là cũng đẹp nè. Vậy thì sau khi kết hôn về nó có đẹp như là cái thời mà các em còn yêu nhau? Anh nghĩ sao? Em thì em thấy sau trước hay sau kết hôn thì cũng vậy à? Chỉ là em xác định rồi, mình chấp nhận rồi. Nên mình không có nhiều lựa chọn lắm. Sau khi hôn nhân rồi, sau khi kết hôn rồi, sau khi có con rồi thì cái chuyện mà hai đứa về cái vấn đề mà về vợ chồng á thì nó còn hòa hợp, nó còn cân đối không? Nếu mà về hòa hợp thì chắc là hiện tại bây giờ đang hơi lệch một chút, tại vì nhu cầu của anh rất là cao mà em thì có thể là không có đáp ứng đủ được luôn ấy. Là sau khi sanh đúng không? Dạ đúng rồi, sau khi sanh là em gặp không cái vấn còn đề wow nữa. Dạ hết rồi anh.
Tại vì á, không phải, thường là khi mà cái người phụ nữ mà sanh con xong á em, nó sẽ có thay đổi về nội tiết tố đó. Tại vì trước đó là phải lo cho cái bầu đó, rồi sau khi có em bé phải lo cho em bé nhiều, thành ra cái nội tiết tố nữ nó bị giảm đi. Thành ra cái việc đó là họ bớt, họ giảm cái ham muốn. Trong khi cái người đàn ông ở cái tuổi này là cái tuổi mà rất là sung sức. Dạ đúng rồi. Trước em là anh đã quen 7 người và 7 người đó anh... Em phải hiểu rằng ảnh là cái người mà cái nhu cầu của ảnh là như vậy rồi. Chị muốn hỏi là trước đó thì em làm công việc gì là chính? Em làm ở ngân hàng. Em chuyên ngành tài chính. Còn em là vẫn là thẩm mỹ viện từ trước rồi. Trước khi mà quen với bạn này luôn. Dạ đúng rồi ạ. À, lúc đấy là chưa phải là thẩm mỹ viện, nó chỉ là spa thôi. Thì khi mà Henry về giúp em điều hành, vận hành tất cả mọi thứ thì mới phát triển lên được như bây giờ. Thật ra thì lúc mà em xác định là em phải có việc làm ở đây. Cái công việc đầu tư của em thì công ty ở Mỹ, họ không có chi nhánh ở đây, nên em buộc phải thôi việc ở đó. Thời gian đầu thì em vẫn còn làm kiểu freelance, nhưng mà một thời gian sau thì thấy cũng cô này thì cần mình giúp đỡ, nên thôi tập trung qua giúp vợ. Sau khi mà tụi em là lúc nào cũng bên cạnh nhau nè, rồi khi về nhà rồi tất cả mọi thứ cũng là bên cạnh, mà trong khi vợ em thì bây giờ lại giảm cái điều đó, thì là em có cảm thấy là em bị thiệt thòi không? Thấy là vợ ý. Làm như vậy là thiệt thòi cho chồng không? Thật ra thì em thì có nhiều sở thích lắm, cho nên nếu mà không mất đi một hai cái thì cũng không sao. Lấy những cái khác, mình tăng lên những cái khác thì bù qua cái lượng thời gian mình thôi. Tức là tiêu hao cái năng lượng của mình bằng một việc khác. Đúng rồi. Henry thì em thì thích đi gym lắm. Coi như là mười mấy năm nay là em đi không sót ngày nào á. Nhưng mà em có mong muốn vợ em trở lại cái bản lĩnh như là lúc mà gặp em không? Có. Rồi chút nữa cái phần mong muốn thay đổi đó là phải nói điều đó ra. Đó. Ở đâu cũng có nhau cả. Không thấy một cái điểm xấu gì ở cái người bạn đời của mình xuất hiện đúng không? Điểm xấu thì có. Rồi. Chứ anh. Có không? Ai mà chẳng có điểm xấu. Đó như ảnh đó. Tật xấu của ảnh có nhiều không? Trước khi đến quay đây nhá, công ty là có mấy chục nhân viên, là em hỏi từng người một. Bây giờ các em phải liệt kê ra cho chị để chị lên chương trình chị kể. Nhưng mà không đứa nào dám. Không biết em là không dám. Em chuẩn bị kỹ gì luôn. Tại vì em nghĩ không ra. Có hai cái mà em thấy ghét nhất. Thứ nhất ấy, là ngày nào cũng làm em bị đau. Trời ơi, em mới quay người chở mình thôi, hay là em bước lên giường thôi là cổ đã đau rồi. Tại vì em tập tạ cũng mười mấy năm rồi đó. Cho nên cái gì nó cũng nặng nề, cũng cứng hết. Mà cái cô này thì... Mỏng manh. Có nghĩa là giống như là cái động tác nó bị hậu đậu, nó đụng em, dạ, hay là dạ, ba chạm là mà... cũng đều làm em bị đau đớn. Trời hết, ơi chị ơi, như ví dụ xoay người một cái làm phát cùi trỏ vào người hay như nào đấy mà không phải như người bình thường đâu. Mà một ngày mấy lần như thế đau lắm ấy. Mỏng manh dễ vỡ đó đúng không? Ví dụ ngủ dậy mà bước xuống giường hay như nào cũng nhỡ đâu nhẫm vào mình, hoặc là nhỡ đâu va vào mình hay gì đấy. Nhiều khi cử động của ông là như con nít ý, nhảy lên nhảy xuống rồi này kia các kiểu, nên như vậy là bị tăng động hả? Đúng rồi, bị tăng động rồi. Đó là tập bị tăng động và mạnh tay mạnh chân. Mà đã vậy tăng động mà ở trong một con người giấy u thịt bắp như thế này nữa. Giấy u thịt bắp hồi nào sao mà người ta như vậy mà giấy u thịt bắp là ganh ghét. Trời ơi, tại chưa thấy đó, chưa thấy. Tại vì nãy Thảo kể đó, vừa cởi một cái ra thôi là thì cái đó, wow. Cái đó là con đi xấu muối chứ không là giấy u thịt bắp. Không. Giấy u thịt bắp để lúc nào chị chỉ cho cái hình mẫu giấy u thịt bắp. Đâu, giấy u thịt bắp đâu. Không. À. Cái này không phải gọi là giấy u thịt bắp. Không, có không, có u không? Có u đó. Có u ra mới thấy. Cởi ra mới thấy, không lẽ giờ tôi kêu cởi ra hết. Rồi bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Với cả còn một cái mà em ghét nữa ấy, là ảnh mà nói hoài không nhớ. Ở nhà có cái bồn tắm vòi hoa sen với cả vòi tắm đứng ấy, là ở chung một vị trí. Thì ông này mỗi lần ông tắm là ông toàn dùng cái vòi tắm đứng. Mỗi khi mà em vào tắm sau là mình mở nước một cái là nó ướt hết người luôn. Ta mà hiểu, chị Hồng Vân là phụ nữ thì biết, vì em là gội đầu là gội ở ngoài tiệm. Đấy thì nếu mà mình bị ướt tóc là mình phải gội đầu luôn. Mà gội đầu thì gội xong là phải sấy khô xong phải tạo kiểu, mất 2 tiếng đồng hồ. Mà công việc thì rất là bận, nhiều khi buổi sáng đi gym về, khách thì ngồi đợi ở công ty rồi mà tự nhiên ướt hết người, ướt hết đầu. Ướt đầu đảng trí ra không phải là vô tâm đâu. Xã chị cũng vậy, giờ vậy nè, mình phải tự cứu mình thôi. Em bỏ luôn cái vòi đi. Không, sao lại trời bỏ, em bị gì vậy? Trời ơi. Vòi nhà chị cũng như vậy thôi. Mình phải coi cái chỉnh. Hoặc là luôn luôn trước khi mình mở, mình phải né cái đó ra trước. Không có, em cố tình mà. Thôi thôi, không, không giống nhau. Không giống nhau nha. Thỉnh thoảng em không vui chuyện gì là em để. Em chỉ nhớ em tốt. Ơi. Nên mà em cố tình là em để cho ướt tóc để ra chữa lột chơi. Trả thù bằng nước. Bây giờ mới bình biết không Thảo?
Đúng rồi, bây giờ em mới biết bình thường là diễn rất là sâu, không bao giờ to tiếng hay là chửi bới hay là gì với ai bất kể một lúc nào. Ai cũng tin là một người chồng hiền lành, đúng không? Đúng rồi, bây giờ em nói là ống ở nhà toàn bắt nạt em, không một ai tin, kể cả họ hàng nội ngoại hay là bạn bè của hai đứa hay là nhân viên, không ai tin luôn ấy. Thường quá. Nhưng mà là bắt nạt em. Đúng rồi. Đúng rồi, ở nhà bắt nạt em không. Hình thức rất là ngầm như vậy. Bây giờ tới em phản pháo đó. Cô này thì tật xấu thì không đến nỗi là không chấp nhận được. Với lại em sống chung với cái tật xấu cổ riết quen rồi, nên bây giờ hỏi đến em cũng không biết có không. Không biết cái đó có phải là xấu hay không, đúng không? Nói ví dụ thử cái tật nào mà em không biết cái đó là xấu hay tốt đi. Cái cô này thì lúc nào cô tắm xong á, thì cô cũng không có chịu tự treo khăn của mình lên. Thiết kế của cái độ máng khăn tắm nó hơi cao so với chiều cao của cô này. Thì mỗi lần cô tắm xong á, cô không tự máng lên được, thì cô cứ bước lên trên giường á. Em phải là người đi treo. Ai không treo cũng không sao, nhưng mà nó ướt cái giường của em nằm cái chỗ đó, cho nên nó ảnh hưởng tới em. À, cái chuyện nó xảy ra sau khi mà em bị ướt đầu đúng không? Em nghĩ là cô cố tình thôi. Biết là em không thích cái chuyện là cái giường nó bị ướt, nó bị ẩm. Mà cô vẫn tiếp tục làm, đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn tại làm. Tại vì em biết đơn giản lắm, là tại vì cô không thích ướt đầu, mà em cứ cố tình em làm cho cô ướt đầu. Thành ra bây giờ cô phải ướt làm giường. Từ cái đầu qua ướt cái khăn nó chuyển qua ướt cái giường của em. Quề, coi như quề đi. Cô lại. Còn cái gì khác nữa không? Chắc khác thì không, hết rồi. Chắc trời ơi, em hoàn hảo vậy sao Thảo? Hay là em cao cả quá? Thôi diễn sâu dễ sợ. Em mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Cái chuyện mà em thật sự muốn Thảo thay đổi á, thì chắc cũng không có đâu. Trừ việc là thay đổi cảm giác với em thôi. Ngoài cái việc đó ra thì em cũng không cần cô thay đổi gì hết. Còn em sao? Em thì như hai cái vừa nãy em nói đó. Đừng có để cái vòi như thế nữa. Thứ hai là đừng có va vào em. Chị nói nghe nè, bây giờ em có nói đi. Anh cứ nhớ nha, cái ngày hôm nào cái giường của anh ướt là hôm đó anh không thay đổi cái vòi. Cái đó là coi như quề. Còn cái chuyện đó mà em nhớ mong manh lắm. Xương mỏng á, cho nên là cái điều mong muốn của Thảo là đúng, nó nhẹ nhàng say đắm với vợ chút xíu, đúng không? Không có, tại vì cô này cổ chuyên gia, cổ đi vô mấy cái góc khuất của em á. Đi vô lựa vô cái điểm chết đó, cái điểm cái điểm quơ tay đó, điểm mù á, cái điểm mù của tài xế đó, đúng không? Con người ta to đùng đoàn cái này kêu đi vào góc khuất là đi rồi đâu. Lúc mà mình mặc áo này nọ không có thấy ở đằng sau thì phải ra đằng sau đứng, rồi hỏi sao không quýnh chúng. Cổ không chịu lựa cái chỗ thôi. Chị cũng biết nói sao, tại cái giường nhà em bây giờ em đi đổi cái giường lớn hơn đi. King bed rồi á chị. Đó, rồi xong rồi chia ra một cái gối ôm vậy đi, khi nào ổng định hình trên giường xong xuôi đi rồi bắt đầu mình hãy bắt đầu thoải mái. Khi mà ổng chuẩn bị lên giường là em có tìm cách em thủ. Trời ơi, dễ sợ vậy hả? Sao áp lực quá vậy? Chứ bây giờ làm sao? Không, vậy cái ổng vô tình ổng quạt tay qua thôi là mình cũng mệt rồi, gãy xương rồi, đúng không? Đi ngủ mà lúc nào cũng thủ vỏ như vậy. Còn một cái điều nữa là cái vụ mà cái mong muốn của em á, thì chị nói nè, con em mới còn 1 năm đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có 1 năm. Em nếu như em vẫn còn cái cảm giác mà chưa có hưng phấn á, chị nghĩ em phải gặp bác sĩ, tại vì phải bổ sung cái lượng mà testosterone của người phụ nữ ở trong người em thì em mới lấy lại cân bằng cái việc đó được. Vì thứ nhất là stress về công việc nhiều quá, thứ hai là lo cho con, chăm con, tức là cái đầu mình tập trung vào cái việc mà mình nuôi đứa con. Cái thứ ba nữa là cái lượng testosterone nó chưa đầy đủ ở trong cơ thể, ba cái đó nó nhập lại, nó tạo một cái cảm giác mà cái ham muốn nó bớt đi. Thì thành ra bây giờ 1 năm chị nghĩ đủ để mà em có thể tái tạo lại cái việc đó rồi. Thì em gặp bác sĩ thì là ok hết. Xin chúc cho các em coi như là mọi thứ nó đều hoàn hảo hết nha. Rồi cuộc sống luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Xin chào Henry Ngô và Thảo. Em tên là Nguyễn Văn Sang, năm nay 29 tuổi. Hiện em đang là quản lý công ty Trùng Quế Củ Chi. Hiện em đang sống ở Củ Chi. Vợ Sang tên gì? Dạ em tên là Bùi Thị Anh Thơ. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiểu học. Em dạy với Củ Chi luôn? Dạ, em dạy ở Hóc Môn. Rồi, vậy thì hai vợ chồng cơ duyên nào là hai bạn gặp nhau? Trước đó lúc mà thời sinh viên á, thì chồng của em á, là cháu của dì của bác em, mà bác đó là bác dâu, là dì của ảnh. Trời, sao gần quá vậy? Gần lắm. Xong rồi bác có nói là sẽ giới thiệu em cho ảnh, tại vì mẹ ảnh cũng đang tìm một người như vậy để làm mai cho ảnh, vì ảnh không muốn lấy vợ. Dạ. Lúc đó em ra trường rồi, cái bữa đó thì em mới chưa có xin được việc, cái nhà mới buồn, cái mới lên Facebook chơi thì biết Facebook của anh này, cái em mới vô coi thì thấy ảnh tuyển nhân viên,
mà ảnh yêu cầu nhiều thứ A, B, C, D, X, Y, Z gì đó nhiều lắm. Nhưng mà cái cần nhất là phải giỏi anh văn. Xong cái bác của em mới đi chợ ngang, em mới nói là cháu của bác đang tuyển nhân viên đó, con mà giỏi anh văn là con xin vô làm. Cái xong cái bác cũng cười, bác đi về. Buổi trưa xong chiều cái bác cầm số điện thoại của ảnh qua, bác nói là số điện thoại của giám đốc á, gọi điện xin phỏng vấn. Rồi em tới phỏng vấn đúng không? Dạ. Thì ấn tượng của em lần đầu tiên khi mà gặp ảnh là sao? Dạ, ấn tượng không có gì ấn tượng luôn á. Tại vì mình tưởng là giám đốc thì cũng phải, nói chung là nhìn bề ngoài cũng phải lịch sự, cũng phải gọn gàng. Dạ đúng rồi, ra vẻ giám đốc xíu. Tại em cũng mê chuyện công tình này kia cũng đọc nhiều lắm. Dạ, tới khi gặp ảnh á thì ảnh hẹn em 1 giờ phỏng vấn, 12 rưỡi là em tới nơi rồi. Em gọi điện cho ảnh quá trời luôn, không nghe. Xong em đứng đó tới 1 giờ hơn luôn. Em gọi điện lúc đó ảnh ngủ quên ở trên phòng á. Cái anh phó giám đốc ảnh mới đi ra, ảnh bán hàng cho người ta. Cái em thấy vậy mới lại em hỏi, cái anh đó mới lên gọi anh xuống. Thì anh xuống á thì không phải được ăn bận đẹp gì đâu, mà là quần á thì là dạng cho nhau mấy chú mà U50 mặc á. Còn áo á là áo mà dạng mà nó cũ lắm, mà sơ mi cũ hay là cũ. Không có giám đốc gì hết trơn dạ, trời đó. Dạ, không có giám đốc gì hết trơn trời. Em có ấn tượng gì hết trơn trời đó. Dạ đúng rồi. Nói chung là không thích đó. Còn em thì sao? Dạ em thấy ngoại hình được, dễ nhìn. Nói chung là bên ngoài là em chấp em chịu nhận. Em có nhận không? Dạ có qua một cái buổi không nói chuyện nữa. Dạ muốn thử việc hơn sao? Rồi vì có một thời gian làm việc chung với nhau. Dạ. Rồi tình yêu có nảy nở, có phát sinh không? Dạ thì lúc mà làm việc chung á là tại vì á, cái anh này trước đó dì em có nói có ý định làm mai. Nhưng mà mẹ của ảnh nói là ảnh có ý định là không có muốn lấy vợ. Ảnh muốn giống như là đi tu á anh. Dạ thì sáng nào em vô thì ảnh cũng mở pháp thoại này kia ảnh nghe. Rồi em cũng ngồi đó thì tại làm việc chung mà một cái văn phòng thì em ngồi đó em cũng nghe luôn. Rồi ảnh đối xử với em giống như là anh trai vậy đó. Anh trai. Em ngồi kế bên em gái của ảnh, ví dụ mà ảnh cho em một cái bóp thì ảnh cũng cho em gái anh cái bóp. Ảnh pha nước cam cho em uống thì ảnh cũng pha cho em gái ảnh luôn. Rồi nói chung là ảnh mua cái gì thì ảnh tặng cho em thì em gái anh cũng có hết trơn á. Em không có nghĩ là ảnh có tình cảm gì với em. Mà em cũng coi ảnh giống như một người anh trai. Dạ lúc đầu cũng vậy coi thì như anh đến trai. Bao lâu thì cái tình yêu nó mới phát sinh? Đến cái lúc mà lúc đó là em vô làm khoảng được 2 tháng mấy 3 tháng á thì ngoại của em mất ngay mùng 3 Tết. Cái nhà cũng xa, em cũng không nghĩ là ảnh đi tại vì cũng mới quen vậy thôi. Mà ảnh chân thành lắm rồi, cái nên là em cũng thích. Dạ cũng có ấn tượng, có cảm mến với ảnh. Còn anh này bao giờ thì anh mới dám anh bày tỏ cái tình cảm của anh đối với cô này? Dạ tới ngày 14 tháng 2 năm đó luôn. Năm đó luôn? Dạ. Là bao nhiêu tháng? Bao lâu? Dạ khoảng 2-3 tháng. Dạ. Có lãng mạn không em? Dạ không. Cái bữa mà ảnh tỏ tình đó là bữa đó là em định xin nghỉ việc. Nhưng mà mình đang thích cái anh này, hơi thích. Thì sáng vô ảnh tặng quà cho em chú. Nhưng mà lại tặng như vậy nè, tặng cho em một hộp, tặng cho em gái mình một hộp. Là mình lại xác định nữa. Dạ, y chang cái chiêu cũ. Tức là rồi chắc ông này là em gái thiệt rồi quá hả? Dạ, nhưng mà ở trong thì nó khác. Ở trong nó có thêm mấy cái tờ giấy nữa. Nhưng mà ảnh dặn em là về nhà mới được đọc. Nhưng mà em nghĩ là về nhà mới được đọc thì lâu quá. Cái em mới mở ra em coi á, thì ảnh viết trong đó có một câu là tại hồi trước em nói là em thích hoa baby. Cái ảnh nói là ảnh thì em gọi ảnh là mặt trời. Ảnh nói là anh mong em là mãi là hoa baby của mặt trời. Mà lúc đó em cũng không có nhớ là em từng gọi ảnh vậy luôn. Cái em nói trời ông này ổng nói cái gì vậy đó. Em nghĩ là buổi chiều đó thôi mình cứ tặng quà đại cho chồng đi. Tặng đại đi nếu mà được á thì coi như mình cho nhau một cơ hội, còn nếu mà không được là em xin nghỉ việc luôn. Dạ. Giờ em tặng em cái gì bữa đó? Dạ, tặng cho em một cái áo sơ mi. Một cái áo sơ mi. Dạ. Sau khi nhận cái món quà đó xong rồi thì quyết định tỏ tình luôn không hay như thế nào? Mà lúc đó nhận quà rồi thì em cũng không biết là vợ em là có người yêu hay chưa. Vì lúc đó em nhát lắm chứ không dám chủ động. Cái em đợi tới tối khuya về mới mở ra xem. Mới cảm động. Dạ. Để em làm bằng hình thức nào để em hiểu đó. Em cho cổ hiểu được là em yêu cổ. Dạ thì lúc đó em nhắn tin thôi à. Nhắn tin sao? Có gửi cho em một bài hát nữa chị. Cái bài hát sao? Bài hát gì? Anh nói đi. Bài đó là bài Ngưng Làm Bạn. Ngưng làm bạn. Dạ. Cái bài nào mà đâu mà nó thẳng tuột vậy? Ngưng làm bạn. Như vậy là coi như là sau khi nhận được cái bài hát Ngưng Làm Bạn. Là đã ngụ ý là coi như là hai người đã là yêu nhau rồi đó. Chính thức đúng không? Đó. Dạ. Vậy thì dạ. Vô công ty rồi có sợ cái tình yêu của mình bị tụi nhân viên nó phát hiện không? Dạ có, lúc đó em giấu luôn chứ đâu có. Giấu hết công ty luôn. Dạ. Có giấu được con nhỏ em gái không? Giấu luôn à. Giấu em luôn gái em nó không gái. Phát hiện luôn. Dạ. Wow. Giấu. Có bao giờ mà đang lén hôn vợ hoặc là đang hôn vợ mà có người khác phát hiện không? Dạ có. Ai? Dạ một cái bạn ở công ty luôn.
Dạ, sáng ra ngủ còn đang xe ke á. Dạ, cứ đi ra cái thấy hai chị em đang ôm nhau. Ôm nhau. Rồi sao? Rồi sao? Dạ thì lúc đó em cũng rất là ngại. Hai tại vì thường em đi sớm á. Đang giấu mà đúng dạ, không? Dạ đang giấu. Cả công ty mà. Nhưng mà cái mặt của các bạn đó là giống như là dạng rất là bất ngờ luôn á. Bất hồn à. Xong rồi tự nhiên ảnh thấy vậy, ảnh đang là say kê vậy nè, cái ảnh tỉnh lại vậy nè. Mà ảnh đi ra, xong ảnh đi vô một đường luôn, ảnh không có phản ứng gì luôn. Rồi sau đó là banh chành luôn. Dạ. Cả mà, công ty biết luôn. Dạ, nhưng mà rồi. Có em ở đó là anh đó, ảnh rất là dạng như nhu mì á, anh không nói gì hết á. Khi mà em về á là ảnh mới ghẹo cái anh này thôi. Dạ. Bao lâu thì mới cầu hôn? 4-5 tháng sau. 4-5 tháng sau. Đó, dạ. Cầu hôn. Ủa cầu hôn đặc biệt không em? Dạ, dạ đặc biệt lắm, dắt em lên tới Bitexco lần. Trời ơi, em cũng tưởng tượng nhiều lắm, tặng nhẫn này kia. Chắc mình thấy cái nhẫn đó chắc cũng giá trị lắm à. Giám đốc mà, sau này xuống rồi á, chắc anh đưa em lên cao. Xong rồi anh dắt em xuống rồi mới nói. Anh nói là cái nhẫn này á, là anh mua giống như ở trên mấy cái trang mạng á chị. Là nó không có bao nhiêu tiền hết á. Anh mua tới 5 chiếc. Ờ, mua 5 chiếc cầu hôn một lần 5 chiếc hả? Nhà đeo anh nói là ai cũng có 1 chiếc hết trơn á. Ủa vậy hả? Là ông tặng cho ai mà mỗi người? Thì mẹ nè, dì nè, anh có hai dì nè, em gái ảnh nữa. Là 4 chiếc? Em dạ, là 5. Em nữa, dạ. Trời ơi, ông mua sỉ thì cho rẻ hay sao vậy? Có hiếu dễ sợ luôn nè, tặng mẹ, tặng dì, tặng em gái rồi tặng vợ. Đó, mà lý do gì sao mà em mua một lần tới 5 chiếc? Phải có một chiếc đặc biệt chứ. Tại em cũng lên em lựa em xem thì ban đầu mục đích thì cũng chỉ mua cho vợ em thôi. Nhưng mà tại vì nó cũng người ta xíu một lần á. Vì thấy cũng đẹp quá. Trời ơi. Xíp cái. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì cưới nhau nè? Dạ cũng lâu. Đây, sau đó thì em làm cái đám hỏi trước. Dạ. Đám hỏi xong khoảng gần 2 năm á là em mới đám cưới. Là em mới đám, dạ. Mới đám cưới đây được 6 tháng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Mới 6 tháng chắc cũng không có thấy tật xấu gì nhiều à. Dạ có chứ. Có chứ kìa. Chưa cưới là em đã có tật nhưng xấu. Nhưng mà anh thấy anh hiền quá trời đúng không? Dạ anh hiền thì anh xấu hơn cái kiểu hiền á. Dạ. Ví dụ đi. Ví dụ như là anh ở dơ nè. Rồi anh nói chung là anh hiền quá rồi anh không có biết có biết quan tâm, không biết thể hiện gì với ai đó. Nhiều khi sinh nhật hay là ngày gì anh cũng quên luôn. Nhưng mà cái chi tiết ở dơ đó em. Dạ. Tại vì ảnh cái đặc thù cái công việc của ảnh là ảnh thường xuyên tiếp xúc với đất cát, với những con trùng. Con trùng dạ, quế dạ, thì dĩ nhiên là chắc chắn là phải có tay chân lấm lem bùn đất rồi. Nhưng mà cái ở dơ đây là sao? Không mà đang ôm ảnh cái con trùng nó bò từ túi nó bò ra. Cũng ổn ghê. Cũng ghê. Dạ. Cái ông cưng quá. Dạ không. Nhưng mà cái ở dơ là sao ạ? Ở dơ tức có nghĩa là không phải là bị mấy con trùng đó mà là ảnh anh không có gọn gàng ngăn nắp á. Ví dụ mà em dọn rồi á là ảnh sẽ lung tung lại xíu. Có sẽ thích lung tắm lại. Không? Dạ rất là lười tắm luôn. Mỗi lần mà tắm là giống như là em phải nhắc xong rồi nói em là gia trưởng. Rất là gia trưởng. Rồi tới em nói Sang. Dạ. Giờ em có tật xấu gì không Sang? Dạ xấu nhất là nóng tính rồi. Nhỏ tuổi đời mới 25 tuổi mà dám nóng dữ với em hả? Dạ. Dễ sợ thì còn sao nữa rồi, nè sao? Thì chuyện gì mà coi như là không đồng ý rồi á là không có tìm hiểu sâu xa cái công việc nó ra làm sao mà cứ đùng đùng nóng lên gì á. Có khi nào quát em không? Cũng có. Dạ. Ừ cái gì nữa nè? Hay lo lắng sợ hãi mấy chuyện mà không có. Lo xa đúng không? Dạ đúng dạ. Rồi. Hay tưởng còn tượng gì? Lắm, em hay làm cái chuyện gì mà ví dụ tưởng tượng gì? Giống như là sợ em bị bắt cóc vậy á. Trời ơi. Gì đâu hoang tưởng đó em. Đúng là gia trưởng rồi cô ơi. Dạ không phải vậy nè. Chị Hồng Vân nghĩ là tối bạn của ảnh ở dưới An Giang lên đây. Ví dụ bạn đó cũng có thể đi được, nhưng mà bạn đó xuống thành phố thì bạn đó sắp xếp công việc về lấy đi. Không, 1 giờ đêm mà chị biết ở trên Củ Chi, tụi em ở trên Củ Chi, đường nó rất là vắng. Mà hẹn là 1 giờ đó lấy đồ và ảnh nhận là ra lấy giùm. Em rất là nóng tính, là giống như chị nói là em sẽ lèm bèm. Em nói là tại sao anh không nhờ ta đi, anh đi vậy kia nguy hiểm này nọ. Nhưng mà mình nói mình lèm bèm vậy thôi, chứ mà lúc ảnh đi mình đâu có yên tâm đâu. Mình cũng phải thay đồ, mình chạy xuống, mình ngồi phía sau xe ổng, lỡ có gì hai đứa bị chung luôn. Chứ đâu có thể bỏ mình ảnh được. Rồi vậy dạ. Thì bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì Sang? Dạ em mong em vợ em bớt nóng tính lại, kiên nhẫn chút xíu nữa. Rồi sống nữa lạc quan hơn, bớt lo lắng lại, lo lắng sợ rồi. Sợ nhiều quá. Dạ. Còn em? Dạ em thì không có mong muốn gì ảnh nhiều hết á. Chỉ mong ảnh là giống như là sau này mình cùng nhau cũng như có sức khỏe. Không cần có nhiều tiền nhưng mà phải có sức khỏe để làm những cái việc thiện lành. Bây giờ ảnh cứ làm việc rất là nhiều mà làm việc bên giờ giấc luôn. Em chỉ mong ảnh là sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.
vợ em nói đúng đó, bây giờ em phải giữ sức khỏe. Tại vì còn phải có sức khỏe để có con nè. Có con xong rồi còn phải bảo vệ con, bảo vệ vợ nữa. Còn á, vợ em lo xa vậy rất hay. Tại vì thường mấy cô bé mà tuổi 25, 25 tuổi đời á, là ăn chưa no, lo chưa tới. Mà vợ em được có cái tính đó là quá hay. Và đặc biệt là nên dành, nên chia sẻ bớt thời gian để đặc biệt và quan tâm đến người vợ của mình. Em ha, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc và tươi cười mãi như thế này nha. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thần. Em Hoàng Vinh, năm nay 40 tuổi. Nhỏ ngày em tuổi. Ồ, trời hú hộ dí không? Tưởng đâu tôi nhỏ ngông không á. Vinh làm nghề gì? Em ở đâu? Hiện tại ở nhà sửa xe. Mà ở thành phố hay là ở tỉnh? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 2. Quận 2. Sửa xe hơi hay sửa xe máy? Sửa xe máy. Rồi vậy mai mốt tôi đưa xe qua sửa nha. Rồi mời vợ Hoàng Vinh. Em xin chào quý vị khán giả và chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em là Trần Thị Phượng, 40 tuổi. Em hiện là làm bếp cho công ty Lì Xì Bốc. Hồi đó chắc có lẽ là đang đi trên đường xe hư. Tấp vô quận 2 sửa. Tấp vô quận 2 sửa xe, gặp ông sửa xe có duyên quá, coi như hốt ông luôn, đúng không? Không. Không, tới chợ thôi em đừng có. Thôi bây giờ em làm ông mụ đi, em đừng có làm ông thầy nữa. Trời ơi, thì không có bao giờ mà trúng hết trơn hết trọi á. Bây giờ nói cho Quốc Thượng nghe, hai bạn bắt đầu yêu nhau nó như thế nào? Cái thời điểm đó thì là 20 năm trước, năm 2000 đó, năm Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Thì hai chồng bắt đầu gặp từ năm đó. Rồi bây giờ lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào nè? Lần đầu tiên gặp nhau thì đi lên trên hồi đó thì có mấy cái câu lạc bộ hát với nhau, rồi bia rồi chè rồi đó. Rồi đi rồi mới gặp. Là gặp nhau ở chỗ bia hay là chỗ chè? Dạ bia. Hai người đi chơi bia luôn. Dạ. Ôi ôi vậy. Ôi, đó dạ. Rồi sao, bà này là hồi nhỏ trẻ bà đẹp lắm đây nè. Rồi em nhìn là em chịu không nổi rồi đúng không? Đúng không Vinh? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nhìn biết ngay mà, nhìn mà một cái là đổ liền. Mà đã vậy mà đứng mà thục bia nữa. Đúng trời ơi. Trời sao chịu nổi trời. Hả? Còn em thì sao? Em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ. Ấn tượng đầu tiên là ông xã em nói: "Phượng, em tên gì?" Dạ, Phượng em tên gì? Dạ, Phượng. Trời ơi, như vậy là ông đã biết tên bà rồi đúng không? Dạ, ông hề hước lắm. Ông Phượng hề hước, ông cung miếng á. Ừ. Phượng em còn tên Vinh, gì? Còn Vinh anh tên gì? Và sao lúc đó nó có trả lời đúng không? Em có trả lời không? Anh Vinh này em tên Phượng. À. Em có trả lời, em nói: "Ủa? Hỏi gì kỳ vậy?" À. Dạ, hỏi gì kỳ vậy? À. Dạ. Rồi sao? Nhưng mà em có thích ảnh không? Hay là lúc đó em không ưa hay như dạ, thế nào? Dạ, chưa. Chưa có ưa gì hết. Dạ, mà lúc không? Đó tình trạng của em là em có bạn trai chưa Phượng? Dạ em cũng có nhưng mà đã chia tay rồi. À, dạ à. Chia tay cũng cả năm rồi. Ừ, dạ. Nhưng mà Vinh là gặp Phượng là mê liền đúng không? Thích liền. Dạ không có, em gặp thì em biết, em cũng biết tại vì hồi đó hai vợ chồng cùng ở, nói chung người ở xóm trên người ở xóm dưới á. Nhưng mà là học thì em trước bà xã hàng khóa. Đó cho nên em cũng biết có đi chơi chung nhóm bạn á, thì cũng có biết qua. Nhưng mà là cái con này tên Phượng. Dạ. Nhưng mà cái lúc đó là Phượng cũng chơi pizza rồi em cũng chơi pizza hay là Phượng là làm ở tại cái tiệm pizza đó? Không, em chơi pizza nhưng mà Phượng thì chỉ có lên uống nước ngồi với bạn thôi. Rồi sau đó rồi sao ảnh cua Phượng đúng không? Dạ. Cua sao đâu? Thì hỏi này kia rồi. Sau đó có nghĩa là một thời gian sau đó là ổng cua Phượng sao? Dạ lúc đó thì Vinh đang quen một người cũng tên Phượng luôn. Dạ cũng tên Phượng luôn. Rồi bạn bè mới là nói là con kia cũng Phượng, con này cũng Phượng. Đó rồi mấy bạn bè mới ca là hồi đó hắn đi City mà. Dạ cái bạn bè nói là một chiếc City chở đầy hoa Phượng. Trời ơi. Dạ. Một chiếc City chở đầy hoa Phượng đó. Dạ, đó bạn bè ca vậy đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó là Phương vẫn em Vinh. Vinh vẫn quen cái cô Phượng đó. Dạ không, lúc đó thì đã chia tay chưa? Lúc đó thì người đó thì đang coi như là đang trong cái tình trạng là chia tay. Hai người đang chia tay đúng không? Nhưng mà chưa có nói ra miệng thôi. Rồi, em đến, mới... đến khi mà Vinh chưa gặp... nói ra miệng tức là sao, có nghĩa là còn hai giống người giống như là ly thân mà chưa ly dị á. Dạ đúng giống rồi đó. Vậy đó đúng không? Dạ lại khá vậy đó. Rồi đến lúc mà khi mà Vinh gặp bé Phượng này á thì bé Phượng kia có biết không? Dạ biết.
biết rồi, có làm gì không? Có làm phiền không á? Dạ, dạ có. Có làm phiền bà xã thôi chứ không có làm phiền em. Sao? Phượng đã nói là Vinh là quen tôi. Nếu mà ấy là tôi sẽ đánh, tôi sẽ này kia kia nọ vậy đó. Mà nói sao, gặp thẳng mặt nói là dạ, gặp thẳng mặt luôn. Trời, hồi hồi xưa là đó lúc có tụi em đâu đó, có điện thoại. Mà Vinh ơi, hai Phượng, Phượng nào dữ hơn? Hả? Lúc đó em cũng không biết ai dữ ngay. Lúc đó em trả lời sao? Dạ, em mới nói là bây giờ do Vinh thôi, chứ em thì không biết. Dạ, tôi đâu có biết. Bây giờ do Vinh, bây giờ muốn gì thì phải chờ Vinh. Ví dụ Vinh chọn ai vậy đó. Dạ. Sau đó Vinh có ông đào hoa dữ dội gì đó hả trời. Rồi sau đó rồi ba người có ba mặt một lời không? Ê. Không, lúc đó em tự đứng ra giải quyết. À lúc đó là có em luôn hả? Không, lúc sau đó, này. Sau đó đúng không? Dạ. Em giải sau quyết đó, sao? Em kể cho Vinh nghe. Rồi Vinh giải quyết sao? Thì em lên em nói thì mình không có hợp với nhau rồi thôi, mình chia tay vậy thôi. Nói với Phượng kia đúng không? Dạ. Nhưng mà Phượng kia có nghe liền không hay là cũng còn làm giữ thời gian rồi mới thôi? Thì nói chung thì lúc em nói thì trước đó thì em cũng đã quyết định rồi. Là em cũng lánh mặt, em không có tiếp xúc nữa, không có ấy nữa. Rồi sau đó là hai bạn chính thức quen nhau? Dạ. Có cái gì trắc trở không? Có xa nhau gì không? Hay là có chia tay gì không? Có đi, có yêu xa không hay là vẫn đó, cứ... Đó, dạ không, cái hai chồng thì... Nói chung cái chuyện tình cảm cũng may mắn lắm. Anh chị biết chỉ có thời gian từ lúc quen tới lúc cưới là chỉ vỏn vẹn có 6 tháng thôi. Ủa vậy đó hả? 6 tháng. 6 tháng thôi. Nghĩa là 20 là đã bắt đầu lên xe huê rồi phải không? Dạ. 21. Dạ. 21 lên xe huê rồi đó. Dạ, lúc 20 tuổi. Rồi là quen 6 tháng sau. Là... Thì lên xe hoa. Đó. Là nó sẽ rơi vào cái tuổi 21. 20 tuổi rưỡi. Hả? Rồi, rồi hai vợ chồng là... coi như là có phải đi xa hay là có làm ăn, có phải đi xa không hay là vẫn ở bên nhau? Dạ có. Có lúc nào yêu xa không? Dạ có. Là lấy có rồi á? Dạ rồi. Không, chưa lấy. Lúc quen thì ông xã em đi Đắk Lắk để làm. Dạ, sửa xe ô tô đó. Phải đi vô Đắk Lắk để sửa xe. Dạ, rồi cái lúc đó cái như em có bà thứ 9 ở bên Pháp mới nói là dắt về gả chồng cho em. Dắt chồng về gả cho em. Dạ, lấy chồng Việt Kiều đó. Dạ, rồi ba mẹ mới nói như vậy. Thôi ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Bây giờ ba mẹ thấy Hiền Vinh cũng được, thôi bây giờ nói nó đi, nếu mà thương con thì lên. Ba mẹ gả cho, ba mẹ không muốn phải gả con đi xa. Đó, thế là em gọi điện cho Vinh. Mẹ anh Vinh. Dạ. Em mới nói là thôi, có ba mẹ nói vậy, có thương thì về cưới tôi, còn không thì thôi. Lúc đó Vinh sao? Nhưng mà lúc em đó... nói với Vinh là có Việt Kiều Pháp về. Dạ có. Rồi lúc đó đang làm cho người ta ở trên cái xưởng đổ đó anh, mà cách ở ngoài thành phố Buôn Mê Thuột tới 40 cây số rừng á, thì nghe điện nhắn lại vậy á. Cái đêm đó em làm đêm luôn, làm cho vừa xong 3 giờ sáng là tới 4 giờ sáng em bắt xe em đi về đây luôn. Mà mất siêu... vợ sao đúng không? Siêu phách lạc luôn chứ. Rồi. Đó. Ôi ơi, rồi sao ủa, rồi. Ủa nhưng mà khoan, để em hỏi cái là nghe là 6 tháng có nghĩa là cái là các bạn là yêu xa là khoảng bao lâu thì mới anh dạ, mới về? Dạ có 1 tuần 10 ngày thôi. Một tuần. Dạ. Mới 1 tuần mà bà đã bị âm rồi. Có nghĩa là chưa được đủ 6 tháng luôn á. Dạ nói chung thì cái cách mặt á thì đi làm xa thì không có bao nhiêu lâu hết. Con tuần thôi. Tại vì ngồi ở xóm trên, ngồi ở xóm dưới đi xe đạp lên là tới gặp rồi. Nhưng mà sau khi mà về rồi á là nói ba mẹ, là ba mẹ có qua hỏi liền không? Dạ có. Rồi là cưới luôn. Dạ. Rồi thì... đó là suôn sẻ luôn đó. Dạ. Từ lúc đó cho đến lúc cưới là hai bạn có tới đâu? Nghĩa là hai bạn có vượt rào không? Không có nói tới vượt rào mới mắc cười. Lúc trước trước đó thì trước khi đám cưới một tuần, đúng một tuần thì hai chồng đi giống như hưởng tần trăng mật vậy đó, định là vượt rào đó như anh nói đó. Thì vũ nguyên một đám bạn bè hai bên luôn rồi cùng nhau kéo xuống Cần Giờ. Mà còn có một tuần nữa đi xuống Cần Giờ nắng rồi tắm biển, về cái hải dài ba lột hai bên. Rồi cái đi về tới đó cái thấy thì thôi, không biết sao đám cưới làm sao mặc sơ ghi khoe áo rồi
Rồi cái bắt đầu mới có nhờ bạn bè, người này chỉ, người kia chỉ, đắp nha đam, đắp đồ để cho kẹp lành ra làm cô dâu. Mà lạc đề luôn á, nãy giờ kể chuyện lạc đề luôn. Không thì nhưng mà hỏi nè, cái lúc mà đó. Đi vượt, cái lúc mà tính đi Cần Giờ trăng mật là có vượt rào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Tự lý do là tại vì bị cháy cái da rồi. Dạ, rồi tuột mút hay gì? Đi đông lắm. Không, cái lúc đó đi thì chưa có lột da. Thì bởi vậy tắm biển về mới bị. Thì tắm biển về đó là về tới chiều là thấy là nó đỏ da rồi. À, nhưng là mà... tuột mút á. Nhưng mà cái chuyến đó là có ý định không, Vinh? Dạ có. Thì đã sắp xếp mình đi về thấy da bá đỏ quá, đúng không? Tuột mút luôn. Lo không biết sao mặc áo cưới. Nhưng mà em biết không? Em biết là ổng có ý định đó không? Dạ không. Tự gì chỉ nói là đi chơi rồi này kia, đi đông lắm mà. Thì em đâu có suy nghĩ là đông như thế. Tự gì từ lúc quen cho tới khi cưới nha, là vợ chồng em đi chơi lúc nào cũng có cháu hoặc là bạn, rất là đông chứ không bao giờ mà được. Là lý do nữa đó. Dạ, không bao giờ mà được hai đứa đi riêng hết trơn á. Tự gì nói chung là em cũng sợ. Thì ba mẹ em ngày xưa là thanh niên xung phong, cho nên là rất là khắt khe. Thì ba mẹ em nói là đi chơi cẩn thận rồi này kia, thì lúc nào em cũng đi có bạn có bè hết á. Dạ. Nhưng mà lúc có bao giờ cặp giống như cái cặp mà trước á, ba mẹ ham á, đi mà coi như là để cho nó hả, mà kêu mà đụng vô đó he, mất đời con gái, mất đời con gái đó he, là gặp thằng sau nó quánh cho chết chóc luôn á. Nó quánh chết sống luôn, nhỏ sợ luôn không? Dạ. Lấy cái đó về mình dạy con mình á. Dạ. Không nghe này, nhưng mà có bao giờ đi chơi với ổng mà ổng có ý định là ổng có một cái đồ thâm đen mà ổng một phát không? Vừa gào đó, ý ông có ý đồ là ông dạ có ghê mình không? cũng có rủ rủ sao đâu, dạ giống như là rủ đi uống cà phê, mà cà phê thì cà phê gọi là cà phê chòi đó. Dạ, cà phê chòi mà hơn là cái lúc đó em cũng rủ thêm hai người bạn, một người tên Xuân và một người tên Viên, hai người đó cũng quen nhau. Dạ, em cũng rủ đi chung luôn rồi không làm ăn gì hết. Dạ thì ông xã em không biết, tới cuối cùng thì vô đó là bốn người rồi. Cha, cũng hứng quá. Uống cà phê thôi. Cũng uống cà phê thôi. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ mà. Dạ. Có 20 thôi chứ nhiều, 20, 21. Dạ. Ủa, như vậy là các em cưới nhau được bao nhiêu năm rồi? 20. Dạ, 20 năm. 20 năm đó. Nhưng mà sau khi cưới thì cuộc sống nó có vất vả không em? Dạ, đa số là chỉ là kinh tế. Dạ, tự vì hồi xưa giống như là em với ông xã thì cũng chưa có chắc về cái công việc. Dạ, hồi xưa thì em làm tiệm tóc. Dạ, thì nó cũng bấp bênh. Dạ, ông xã sửa ô tô. Là Vinh sửa ô tô từ hồi trẻ luôn á hả? Dạ, thì em năm có em tốt tốt. Dạ, năm em tốt nghiệp năm 98 bên Cao Thắng là anh em làm. Là đi làm luôn. Dạ, là ra đi làm lên co trên BBK Biên Hòa làm được 4 năm. Mà sao em sửa ô tô mà sao giờ chuyển qua sửa xe máy vậy? Hả? Nặng quá. Dạ thì mình cũng vòng vòng kết cấu vậy thôi. Rồi các em có mấy đứa? Dạ hai. Hai đứa đúng không? Dạ. Rồi đứa lớn nhiều, đứa nhỏ nhiều? Dạ đứa lớn 19, đứa nhỏ 9. Dạ. Và cuộc sống thì nói chung là nó có khó khăn vì các bạn nhỏ không? Nói chung con em thì cũng ngoan lắm. Hai đứa cũng biết nghe lời cũng này kia lắm. Dạ. Con khỏe mạnh hả? Dạ. Không, thằng lớn thì nó bị thận hư. Hội chứng thận hư. Dạ. Rồi vậy là tiền không đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là hai đứa mới có 21 tuổi. Mà vậy là có bầu liền á, cưới xong là có bầu luôn đúng không? Dạ một năm sau đẻ ra. Dạ năm sau. Tại em bé 19 rồi. 19 rồi đúng không? Dạ. Năm sau mà lúc nào là nó bị coi như hội bác chứng thận là tụi em phải là tốn tiền tốn bạc lắm cho đến lúc mà nó mấy tuổi thì nó mới đỡ. Dạ lúc 3 tuổi bắt đầu là anh ta bị. Dạ tới lúc 14, 15 tuổi thì mới là đỡ hơn thôi. Là trong suốt cái thời gian đó chắc đi chữa trị rồi nhiều lắm em. Cứ ở trong bệnh viện Nhi Đồng 2 nhiều hơn là ở nhà. Đúng rồi, thật là mệt mỏi lắm. Dạ. Ừ. Bây giờ là cháu khỏe rồi hả? Dạ bây giờ khỏe, bây giờ 6 tháng đi khám, tái khám một lần. Dạ. Bác sĩ bảo tình hình của bạn như thế nào? Dạ khỏe. Dạ. Thôi chúc mừng em ơi. Chúc mừng. Mà đứa nhỏ thì ổn đúng không? Dạ đứa nhỏ ổn. Nghe để mừng. Dạ. Mừng phụ nghe. Dạ. Rồi, gì nữa đây? Thôi giờ qua cái kia đi, qua cái vụ mà kể xấu nhau đi. Anh đó. Đó ông có tật xấu gì không? Nhìn ông hiền khô à, ông có tật xấu gì không? Dạ, nói chung là tật xấu nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà em cũng hy vọng là sửa đổi giùm em. Thì ăn uống đi, ví dụ em đi làm 3 giờ về, không ăn đâu. Chờ đến đi mà em đi làm về mới ăn. Phải có vợ về ăn mới ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ.
Làm gì tới 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều, dạ. Vậy là không ăn trưa mà chờ tới 3 giờ chiều mới là ăn trưa của em á. Dạ. Nhưng mà cái công việc sửa xe chị biết không, nó mệt lắm luôn á. Đó. Mà vậy hoài luôn hả? Dạ, thường xuyên luôn. Có khi nào về tới 5 giờ mà ổng vẫn đợi tới 5 giờ hả? Dạ, cũng có luôn. Trời ơi. Có nghĩa là cứ phải chờ vợ về ăn, nó mới vui. Bởi vì người ốm nè, cái phọt này phải thương chia cho anh Thuận đỡ á. Thiệt luôn ha, nghe ha Thuận ha. Hồi đó giờ chắc đâu có lén phén mèo mã gà đồng gì đâu đúng không? Dạ không, nhưng mà giống như đi đường á, nhìn gái nhìn đắm đuối lắm. Dạ, nhìn mà đang chở em nha, ở đằng sau nha, mà nhìn người ta mà ủi cái xe luôn. Ôi trời ơi, vậy luôn á. Dạ. Chà, rồi lúc đó em sao, em phản ứng sao? Ôi, em nói trời cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, tôi này đằng sau nè. Chưa chắc người đó mà hơn tôi nữa, mà sao không nhìn tôi mà lại dạ. Cái nói không thấy quen quen nhìn thôi. Dạ. Chắc nhìn người quen đó. Mà nhìn người đẹp ra người quen không à. Dạ. Đó. Người quen toàn người đẹp. Đó. Người quen toàn người đẹp. Đó. Ừ, đó. Dạ. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ, ở dơ một cây. Hôm nay tao dần sửa xe mà, dần sửa xe mà chị ơi, dầu nhất nó bám dữ lắm. Ý là mình đang nói là trong cái chuyện mà nhìn con gái á, với lại cái ở dơ á, thì mình xếp ở dơ vô là tật xấu đi. Còn nhìn con gái biết sao không? Đàn ông phải nhìn đàn bà. Chứ giờ nhìn đàn bạn ông đang là mệt. Chung rồi. Chứ không nhìn đàn ông là mệt thêm á, tự nhiên nhìn đàn ông. Tự nhiên nhìn đàn ông. Trời chết luôn á, bây giờ tung xe luôn là mệt luôn á. Đúng không? Dạ. Đó là tự nhiên tới 40 tuổi. Tới 40 tuổi tự nhiên mất chồng. Trời ơi, tự nhiên một ngày phát hiện cái váy của mình sẽ mất. Ôi, ông chồng mình cũng lấy. Đó. Rồi sao nữa nè, có cái gì xấu nữa nè? Nói chung là từ lúc mà em lấy Vinh là 20 năm mà. Nhưng mà em thấy Vinh là nói chung hoàn hảo lắm. Chỉ có một cái là Vinh rất là hiền. Em không gây gỗ với Vinh, nhưng mà em chỉ gây gỗ với Vinh là vì gia đình Vinh thôi. Chứ còn lại là hai tụi em là không có lộn. Dạ, tụi em không có xích mích gì hết. Toàn là gây lộn gì, gây gỗ vì gia đình thôi. Vì gia đình là sao? Vì Vinh ở chung với cô, với bác, với ông nội. Không có mẹ. Đó, mà lúc nào cũng để cho em bị ăn hiếp hết trơn á. Em khóc mà khóc gì gì gia đình của Vinh không đó. Cô bác đồ này cái là nhưng mà giờ bây giờ chung hả? Dạ bây giờ em đã ra riêng. Dạ. Thôi, vậy cái chuyện buồn nó cũ rồi, cũ rồi. Quên đi. Dạ. Không có nhắc tới đúng không? Chơi qua năm cũ luôn. Qua luôn, qua 2020 bác. Hiền qua luôn. Như vậy nè, thương vợ nè. Chắc chắn là chắc cũng thương con lắm đúng không? Dạ. Thương mà có chiều không? Chiều một cây luôn. Chiều một cây luôn hả? Trời ơi. Mà chỉ chiều, chiều thằng con trai hay chiều đứa con gái? Hai đứa luôn. Chiều luôn hả? Dạ. Chỉ có một mình em là phù thủy thôi. Dạ. Okay, ở nhà, ở nhà có ông. Mà tôi bà giống. Đúng rồi đó. Cũng có người giữ người hiền. Dạ. Thế còn dạy nó chứ chấp nhận đi. Chấp nhận cho ba nó là ông bụt đi. Để mình là phù thủy. Dạ. Chị ở nhà chỉ là phù thủy đó. Nó nghe là chắc có lẽ là chắc cưng nhỏ con gái. Dạ đúng rồi. Hơn chút xíu đúng không? Dạ. Cưng lắm luôn. Con gái có bao giờ mà tác động lên cái thói hư tật xấu của ba gì không? Dạ có. Giống như trước á, Vinh cũng mê chơi lắm. Đi chơi bạn bè đồ này kia đó. Quên giờ về thì con gái cũng có nhắc một hai lần. Lúc đó con gái 3 tuổi nha. Nhậu đồ này kia, con gái nói bố ơi, nếu mà bố nhậu bố xỉn á, bố có mùi rượu con không cho bố hung. Từ đó bỏ luôn. Trời ơi. Đáng yêu vậy trời. Dạ. Trời ơi. Như vậy là cô ấy là có tiếng nói nhất trong gia đình đó. Dạ, rồi bây giờ á là đi đâu không cần biết. 5-6 giờ là Vinh phải về. Tại vì con gái về không thấy là gái đi học về đó. Dạ, là gọi. Bố ơi con muốn bố, bố ơi con muốn bố. Trời ơi sao giống Bí Ngô á. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Là phải về. Là phải về, dạ. Rồi. Không là nãy giờ kể cho thấy toàn là những cái tính. Vậy là giờ con muốn thay đổi gì không? Giờ có muốn Vinh thay đổi gì không? Bớt hiền hả? Dạ thôi cứ vậy đi. Để em ăn hiếp nhiều tí. Trời ơi. Dạ. Em muốn thay đổi gì không? Hay để y vậy thôi? Dạ thôi để y đi. Tại vì nếu mà để y vậy em kèo trên. Dạ. 20 năm rồi. Dạ, dạ. Thì đàn bà ta cũng phải tính toán chứ. Rồi bây giờ gió đổi chiều. Quá Vinh nó Vinh. Vinh. Tật xấu của cô ấy là những gì? Chắc em không có đâu hả? Thì theo em thì vợ em thì tật xấu cũng không có gì, nhưng mà chỉ có cái xấu nhất cũng không phải là xấu nữa, nhưng mà có cái là hay mua đồ nhiều. Mua đồ. Thì một cái món đó, em ví dụ như một cái áo đó đó, cái một cái cùng một cái kiểu đó mà có thể mua 4 lần 5 lần được.
4 lần, 5 lần cùng một màu hay dạ, là cùng nhiều một màu? Màu, cùng một mẫu, cùng một cái áo như vậy. Mà mua 4-5 áo? Dạ thì... Ủa, là em thích cái loại đó là em giống muốn như mặc là, ở ngoài đúng không? Giống như là nghiện môi á, không, không, không phải là thích. Nhưng mà ví dụ cái món đồ như cái món vật gì mà thấy không cần thiết mua cũng mua, mà cần thiết cũng mua. Ủa, là giống như rồi. Là nghiện mua sắm. À, nghiện mua sắm online. Cái này mệt lắm Ê, có bao giờ bị đồ kém chất lượng không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều. Mua về không xài được, bỏ qua một bên, à cho cũng không được. Thế là đổi cũng không xong. Dạ. Anh bị dính hoài. Dạ đó. Rồi còn tật gì nữa nè? Em ơi, nhưng mà mua sắm nó mắc tiền lắm, tốn dạ, tiền lắm nha dạ. Em. Theo em thì chắc không có gì đâu, tại vì sống với 20 năm mà, ví dụ có mình cũng chiều theo luôn. Có nóng tính không? Dạ trời ơi, nóng lắm luôn, xấu lắm, xấu. Thôi bây giờ kể đi. Xấu tiền đói lắm. Những lúc nếu nào mà có ấy nóng tính. Đây nè, xấu đói, xấu nóng, nóng tính có nè, không? Xấu có đói không? Nè, mới nói dạ, xong nè. Có. Khi mà đói bụng lên rồi là chỉ biết mình thôi, là không biết xung quanh là gì, cứ xả lả, không đổi trường hợp lại nghe, cổ mà ở nhà. Cổ không biết cổ có đợi em về ăn cơm chung được nổi không á, đúng không? Dạ đúng rồi. Xấu đói mà cái chuyện đó nó do cái cấu tứ bao tử ấy. Nhưng mà buồn ngủ có quạo không? Dạ có. Có luôn. Dễ quạo đúng không? Dạ. Lúc mà ngủ rồi là thôi đừng có kêu réo gì hết á, đừng làm phiền. Vậy là giờ Vinh mong vợ Vinh thay đổi cái gì nè? Dạ, em chỉ mong thay đổi là bớt mua sắm online lại thôi. Ừ, còn mấy kia là xài được hết đúng không? Dạ, xài mấy hết. Kia xài được. Đấy, hết. Nóng tính là cho nóng luôn, đúng không? Chấp chứ nhận đồ rồi. Online mua về Vinh không có xài được. Dạ, đúng rồi. Đúng. Thôi, anh nói nè, bớt lại. Dạ. Thật ra bây giờ... Đó, cái này đến anh Vinh khuyên em anh đi. Anh bị dính tại nhiều anh lắm. Anh Vinh bị dính nhiều lắm. Trời ơi, có lần tôi mua mà xài không được luôn á, chị ơi trời. Thôi, chị may mắn lắm nha em, chị không biết cách mua đồ online. Và không bao giờ chị học cái cách mua đó cho nên đỡ lắm. Chị không có biết luôn á. Khi nào chị cần cái gì lắm mà chị nhờ Bí Ngô. Nhờ vậy mà giờ Bí Ngô nó bị ghiền đó em. Chị lo ghê luôn, chị sợ quá. Anh nhớ nè, anh mua một cái gì đó nghe, nó là đồ điện tử. Dạ. Mua xong về xài không được, xong cái lên cái trang fanpage đó thì nó mất tiêu luôn. Dạ đúng dạ, rồi. Nó phá nó chặn mình luôn. Hay lắm. Mà em cũng mới bị 2 tuần trước vào 2 cái đầm. Dạ. Dạ. Không đâu xài được đâu. Rồi, nóng tính cũng vẫn xài được đúng không? Hai vợ chồng vẫn xài được. Hai vợ chồng đã 20 năm ở với nhau rồi. Và cái khó nhất đó chính là bạn con trai lớn của em. Dạ. Và bây giờ bé nó cũng đã ổn định rồi. Dạ. Thì thật sự đó là cái khó khăn nhất. Thì bây giờ còn cái gì vừa nữa mà rồi. Khó, đúng không? Dạ. Thôi thì chỉ mong là hai em có lúc nào cũng yêu thương nhau, hiểu nhau và cùng chung tay nhau đi đến hết cuộc đời nha. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn hai em. Dạ.